Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên cho anh em sản phẩm siêu phẩm áo sơ mi VIP nha em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho anh em là chủ yếu sẽ là thương hiệu của Balenciaga và YSL anh em nhé. Hai cái thương hiệu gần như là đắt đỏ nhất trong các cái dòng áo sơ mi. Những con sơ mi của Balenciaga và YSL thì giá trị mua mới của nó đều từ trên 20 triệu đến khoảng độ tầm 40 triệu anh em nhé. Và hôm nay thì em Dương bán cho anh em mức giá là đồng giá là 600.000 cho một sản phẩm nha anh em nhé. Free ship toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng thì vẫn có thể là mở hàng ra kiểm tra hoặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Hôm nay em sẽ bắt đầu từ mã C hôm qua nhé. Mã đầu tiên này em lên cho anh em một con Balenciaga Paris nhé. Con này là họa tiết tím nha anh em nhé. Họa tiết kẻ sọc tím rất là đẹp luôn này. Đây, logo của nó là logo theo nhé. Đây, con này độ mới nó khoảng 90% nhé. Áo rất là mới luôn. Con này form size 100 này, Balenciaga Paris. Đây, cả con áo thì là nó có theo ở túi thôi. Và nó đều là họa tiết kẻ sọc hết anh em nhé. Đây. Con này là 70% cốt tông nhé, còn lại polyester. Con này hàng nội địa của Hàn Quốc em nhé, của Hàn Quốc này. Mã C31 này, vai 46 bụng 52, dài áo là 72 nhé, mã C31 này. Mã tiếp theo này, em lên tiếp tục cho anh em một con Balenciaga dài tay nhé. Con này là áo màu xanh. Logo theo của nó ở túi áo này, logo theo này. Đây, Balenciaga Paris, con size 110. Độ mới con này nó rơi tầm khoảng độ 95% nhé, áo như áo mới luôn anh em nhé. Tất cả họa tiết của nó là sẽ là họa tiết đây chìm anh em nhé, đây chỗ này thêu này, thêu chìm hết nha anh em nhé, rất đẳng cấp luôn. Đây, cúc của nó cúc nào cũng là dập hiệu Balenciaga hết anh em nhé, cúc nào dập hiệu Balenciaga hết. Đây tang này, con này tang mới tinh luôn, 80% là polyester, còn lại là cốt tông nhá. Đây, Balenciaga thì đa phần là áo của nó sơ mi nó sẽ pha theo cái kiểu như vậy anh em nhé. Khi mà pha như vậy thì con áo nó sẽ đỡ bị nhăn hơn rất là nhiều nhá. Các anh chú bác mình mặc thì sẽ gần như là sẽ không phải là mặc thì nó sẽ đỡ nhăn và nó cũng là thấm hút mồ hôi rất là thoáng anh em nhé, mặc chất polyester rất là mát. Mã C32 nhé, vai 53 bụng 59, dài áo là 77 và dài tay là 60 nhé. Dài tay là 60 anh em nhé. Đấy, con này mới tinh rồi. Tiếp theo này, em lên cho anh em Balenciaga sơ mi nhé. Sơ mi này. Logo theo tiếp anh em nhé. Logo theo này. Con này con size 95 này. Con này mới tinh luôn. Con này mới cũng phải 95% như mới nhé. Cúc của nó cũng dập hiệu chữ Balenciaga này. Đây, họa tiết của nó là họa tiết... đây cũng là kẻ sọc và nó đây các họa tiết này anh em nhé. Đây, đấy, nó có một cái độ bóng nhất định này và nó họa tiết khắp con áo luôn. Đây, con này thì chất liệu cũng vậy nhá, cũng là hàng nội địa của Hàn đấy. Tác của nó thì hơi mờ rồi nhưng mà em sờ cái chất liệu này thì giống hết con vừa nãy, thì nó đều là chất polyester pha với cả cốt tông nhá. Con này là mã C33, vai 45 bụng 49, dài áo là 71 anh em nhé. Dài áo là 71 này. Đây, con này màu rất đẹp này. Tiếp theo này, em lên cho anh em con Balenciaga màu xanh tiếp nhé. Con này thì làm sơ mi cộc tay này, con này rất mới luôn này. Đây. Logo thêu của nó đây anh em nhé. Đây. Tất cả con áo đây này anh em, nó thêu chìm này, thêu này. Nó dệt rất đỉnh cao luôn anh em này. Đây. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây, con này mới tinh, con này nó phải đến 97-98% anh em ạ, như áo mới luôn, size 110. Đây, cúc dự phòng này, cúc nào nó cũng dập hiệu hết nha anh em nhé, Balenciaga hết. 40% là cốt tông, còn lại là polyester. Đấy, nó đều là pha như vậy hết nhá, đều là pha. Đấy, mặc cái Balen thì nó sẽ đỡ bị nhăn hơn, là mặc Burberry nó cốt tông 100%. Thì kiểu gì nó cũng sẽ, kiểu nó hay phải là hơn ấy, sẽ có độ nhăn ấy. Mã C34, vai 49 bụng 58, giá là 74 nhá, C34.
Đây, con Balenciaga cực kỳ là mới luôn nhá. Này rất mới luôn đấy. Ở mã C34. Ở mã tiếp theo này, em lên tiếp tục một con Balenciaga tiếp nhá. Hôm nay thì em sẽ đa phần là Balenciaga và YSL. Và ngoài ra thì cũng có một vài con Burberry, ít vài con, đa phần là Balenciaga. Con này là Balenciaga Paris size 105 nhé. Size 105 này. Đây, con này cũng mới 95%. Anh em nhìn cổ áo này, mới tinh luôn. Đây, áo cực kỳ là mới nhé. Đây, logo theo trên túi này. Này. Cúc của nó cũng dập hiệu chữ Balen nhé. Balen đây. Đây, họa tiết của nó anh em nhìn này. Đây. Đây, cũng có cái độ bóng của cái đường này nhé. Hai đường kia là không. Đây. Rất đẹp luôn. Con này là 65% polyester, 18% cốt tông. Còn lại nó pha thêm cái gì đấy, cái này thì em không đọc được. Chữ Hàn nó em không đọc được. Qua là có mấy cái nét chữ của chữ Hàn thì nó giống ấy. Như cái chữ polyester, chữ cốt tông thì em còn đọc được. Mấy chữ khác thì em cũng chịu. Tại vì nhà em đa phần là chuyên hàng Nhật thôi. Hàn Quốc thì là em cũng chưa dịch được mấy chữ đấy. Mã C35 nhé. Vai 49, bụng 55. Dài áo là 76 anh em nhé. Mã C35. C35 này, con này rất mới luôn này, cực kỳ mới đấy. Tiếp theo này, em lên cho anh em con Balen tiếp nhá. Con này là size 105 này, Balenciaga Paris. Đây, con này rất mới nhá, con này mới phải 90%. Cúc của nó dập hiệu này anh em này, cúc dập hiệu này, logo theo này. Đây, ui dồi, chất con này sở thích thế nhỉ. Đây, họa tiết của nó anh em nhìn kỹ này. Đây, toàn bộ quần áo này, đây cái đường này nó có bánh này. Đấy, còn hai cái đường kia thì không. Tất cả hàng nhà em là đều cam kết chính hãng cho anh em nhé. Bao check chính hãng toàn quốc trọn đời cho anh em luôn. Những cái con nào mà em chưa check được thì em sẽ báo. Đây, còn đa phần là tất cả là hàng đa phần là chính hãng hết anh em nhé. Con này là cũng chất là cốt tông pha với cả polyester anh em nhé. Đây. Mã C36 này, vai 49 bụng 56. Dài áo là 76 nhé. Mã C36. C36 này, con này rất mới nhá. Con này chẳng qua tác nó hơi mờ đây, còn lại rất mới. C36 này. Vai 49 bụng 56, dài áo là 76. Tiếp theo này. Em lên cho anh em con Balenciaga nhá. Con này nó bị ấy rồi. Con này bị xước ở đây rồi. Đây em này. Đây con này nếu mà mặc lên thì nó cũng không lộ cái này đâu. Đây. Cắt này đi nó mặc lên không lộ đâu. Balenciaga Paris nhá, size 100. Đây, logo theo của nó này, logo theo này, đây. Con này rất là đẹp nhá, đây anh em nhìn này. Đây nó cũng có cái đường chỉ ống ánh ở đây. Tóc con áo nhá. Đây, chất liệu cũng sờ cực kỳ là mịn luôn. Đây tác con này nó hơi mờ rồi đây này. Đây. Đây con này là cũng chất poly pha với cốt tông anh em nhá. Poly pha với cốt tông này. Đây, còn lại là các thứ là nó rất là đẹp, rất mới nhá. Mã C37 này. Vai 46 bụng 54, dài áo là 73 nhá. Con này nó hơi bị xước chỗ này, em bán con này rẻ 250.000 cho anh em thôi nhá. Mã C37 này. Vai 46 bụng 54, dài áo là 73. Phát này ghi giá 250 anh em này. Tiếp theo là em lên cho anh em con Balen tiếp nhá. Balen con này là trắng này. Trắng trong cổ áo nó có chỉ viền chỉ xanh ra trời đây này. Đấy. Size 105 này, Balenciaga này. Đây, cúc của nó dập hiệu anh em nhé. Đây, cũng là cái họa tiết theo, logo theo của Balenciaga đặc trưng. Đây, con này thì trắng rồi, trắng hết anh em nhé. Nó có một cái viền đây thôi. Viền này là xanh, còn đâu các họa tiết của nó là đều trắng hết anh em nhé. Đều trắng hết nhé. Đây, tác này. Con này là cũng cốt tông pha với cả polyester nhé. Đây, hàng nội địa của Hàn Quốc anh em nhé. Địa của Hàn Quốc này. Ở mã C38 này. Vai 52 bụng 54, dài áo là 73 nhé, dài áo là 73, mã C38. Tiếp theo ạ, em lên cho anh em con Balenciaga, con này là màu tím này, màu tím nhé, tím nhạt nhé, tím nhạt đây, logo theo của nó này, theo này, size 105 nhé, Balenciaga Paris, đây con này mới đúng không ạ, 92-93%, rất mới nhé. Đây, cúc dập hiệu Balen này. Đây, tiếp theo. Con này là áo dài tay rồi.
hai cúc này. Và dài tay thì đa phần là nó đều kết hợp với măng set nhá. Anh em mình có thể là mặc, mình cài thêm cái măng set theo cái phong cách cá nhân của mình. Đây, hai cúc trên tay. Đây, cúc dự phòng này. Rất mới luôn này. Đây, tác này, 60% polyester. Còn lại là cốt tông, hàng của Hàn Quốc nhá. Ở mã C39 này, vai 50 bụng 53, dài áo là 73 nhé, và dài tay là 57. Dài tay 57 này. Ở mã tiếp theo này, một em Balenciaga Paris tiếp nhá, Balenciaga Paris tiếp này. Đây, con này áo màu xanh này, đây. Logo theo của nó này, con này là form size 100L. Đây. Balen này. Đây, con này cũng mới, khoảng 90% nhá. Rất mới này, đây. Đây anh em nhá, cũng là có măng set nhá, đây này. Hai cúc ở trên này. Đây, và có măng set. Con này thì là cũng chất pha đấy anh em nhá. Cốt tông pha polyester, đây, hàng của Hàn Quốc tiếp này, đây, tác đây. Mã C40 này, vai 49 bụng 54, dài áo là 72 nhá và dài tay là 57. Dài tay là 57. Mã C40 này. Tiếp theo là em lên cho anh em con YSL nhé. YSL con này form size 95 này. Size 95 này. Con này mới nó khoảng 90% nhé. YSL. Cúc nào nó lập hiệu cho YSL này. Và logo theo ở đây. Logo theo đây em nhé. Đây, con này cũng hàng Hàn Quốc đấy anh em ạ. Cũng hàng của Hàn Quốc. Chất liệu con này chất cốt tông. Cốt tông 100%. Mã C41 này. Vai 47, bụng 51. Dài áo là 70 và dài tay là 53 nhé. Tại tay 53 anh em nhé. Đây. Đây, con này nó có cũng ở đây rồi. Mã C41 nhé. Vai 47, bụng 51, dài là 70, tại tay 53. Mã tiếp theo này, em lên cho em một con Balen nhé. Đây, con này còn đính à. Đây. Đính đá hai bên này. Rất đẹp luôn. Size 1.5 này, Balenciaga Paris này. Đây, cũng tập hiệu cho Balen nhé. Đây, tay áo của nó này, nó cũng có các cái đường chỉ nhá. Đây, cái đường chỉ trang trí này. Con này tác nó mở rồi. Con này cũng hàng của Hàn Quốc anh em nhé. Đây. Balen thì nó vẫn là pha nhá, pha cốt tông với cả polyester. Đây, khắp quần áo này nó có đường này. Đây nha anh em nhé. Nó có chấm này, chấm chấm điểm chấm này và đường chỉ kẻ sọc hết nha anh em nhé. Mã C42 này, vai 51, bụng 55, dài áo là 74 và dài tay là 57 nhé. Dài tay 57 này. Tiếp theo này, em lên cho các em con này là màu hồng phai nhé. Balenciaga màu hồng phai. Balenciaga Paris, con này size 105 nhé. Size 105 tiếp này. Đây, Balenciaga. Con này thì nó cũng mới khoảng 90 nhé, tầm 90%. Cũng tập hiệu này. Đây, logo theo của nó đây. Con này là áo dài tay này. Đây, cũng là có măng set nhá. Đây, hai cúc ở đây. Đây, có một cúc dự phòng này anh em nhá. Dự phòng này. Đây, tác con này là hơi mờ rồi. Đây. Đây, cũng là cốt tông pha polyester nhá. Mã C43 này. Vai 53, bụng 58. Dài áo là 79 và dài tay 59 nhá. Con này có giá là 600. Mã tiếp theo này. Một em Balenciaga Paris tiếp nhá. Đây. Đây logo theo đây anh em nhá. Theo này. Đây, đường kẻ rất đẹp luôn này. Size con này size 95 nhá. Balen. Size 95. Đây, cúc gập hiệu này. Đây, tay áo nhá. Đây, con nào cũng vậy hết anh em này. Hai cúc ở đây và có một cái để cài băng set ở hai bên. Này tác mới tinh luôn này. 60% polyester, gọi là cốt tông, hàng nội địa của Hàn Quốc. Mã C44 này, vai 48, bụng 50, dài áo là 72 nhé, và dài tay là 56 nhé. Mã C44 này. Mã tiếp theo này, theo đây cho em con Balen này, phối chỉ hồng nhé, màu trắng. Con này là phối chỉ hồng, chỉ xanh này, đây, và một cái đường
đây, đường dệt đây, rất đẳng cấp luôn. À, con này size 100 nhé, này phong size 100 này. Độ mới cũng khoảng 90 nhé, 90%. Đây, cúc tập hiệu này. Ờ, đây, con này cũng thế anh em nhé, cũng có hai cúc này đây, và để mang xét được này. Đây, tác này anh em nhé. Đây, tác con này nó hơi bị mờ mất rồi. Mã C 45 này, vai 48, bụng 50, dài áo là 73 nhé, và dài tay là 54. Tay dài 54 anh em nhé. Đây, chất sờ rất thích luôn anh em ạ. À, tiếp theo này, em lên cho anh em con ba len tiếp nhé. Con này cũng kiểu màu gọi là tím phai nhé. Một tím phai ấy. Đây, logo theo của nó này. Đây, size 100, Balenciaga Paris. À, con này độ mới cũng khoảng 90% nhé. Cũng dập hiệu này. Cũng nào nó dập hiệu nhé. Đây, tay áo anh em nhé. Đây. Đây, con này là cũng 60% cotton này, loại polyester, hàng nội địa Hàn. Đây, tang này anh em nhé. Ở mã C 46 này, vai 47, bụng 50, dài áo là 73 nhé, và dài tay là 55. Tay dài 55. À, tiếp theo này, em lên con Balen, con này màu xanh. Xanh một màu đấy, con này kiểu xanh trơn này. Đây, logo theo màu trắng. Đây, nhưng mà nó vẫn có đường kẻ sọc này anh em nhé. Đây. Balenciaga, tay size 95 nhé, size 95 này. Tay con này mới lắm, 90-95%. Đây, tay áo này anh em nhé. Đây, tác con này nó hơi mờ rồi. Đây, đây anh em, tác đây. Cũng kiểu chất pha đây anh em nhé. Mã C 47 này, vai 48, bụng 55, dài áo là 73 nhé, dài tay là 55. Mã C 47. Tiếp theo này, em lên một con Balenciaga chỉ ca, chỉ hồng nhá, chỉ hồng và xanh kết hợp này. Chỉ hồng và xanh kết hợp cổ trắng này. Đây, để mình kết hợp mặc với vest được này. Đây, tay của nó là tay trắng và nó chỉ hồng xung quanh nhá, chỉ hồng viền này. Rất đẹp luôn, cúc nào dập hiệu. Đây, size 105 nhá, Balenciaga Paris. Đây, rất mới luôn anh em ạ. Đây, cúc dập hiệu. Đây, logo theo của nó đây. Đây, tác có tác này nét căng, đọc từng chữ, 60% cotton, còn lại là polyester. Mã C 48 này, vai 52, bụng 57, dài áo là 76 nhé, và dài tay là 58. Dài tay 58 này. Tiếp theo này, con YSL nhé, YSL này. Đây, logo theo nhé, logo theo này. YSL con này, YSL Paris, size 82. Đây, con này độ mới nó khoảng 90 nhá, 90%. Con này áo trơn, cúc của nó là cúc mắt mèo nhá, cúc mắt mèo và cũng là cúc vỏ sò, rất đẹp luôn đấy. Cúc này đẹp lắm anh em ạ. Đây, con này là hàng nội địa của Nhật nhá, con này hàng Nhật, 65% polyester, còn lại là cotton. Tác đây nhá. Mã C 49 này, vai 43, bụng 47, dài áo là 77 nhé, và dài tay là 59. Dài tay 59 này. Tiếp theo này, em lên một con YSL tiếp nhé. YSL họa tiết cũng là họa tiết kẻ sọc anh em nhỉ. Đây, họa tiết kẻ sọc của nó này. Size 100 nhé, size 100 này. Đây, độ mới rất là cao nhé. Đây, logo theo của nó này. Đây, tay áo của nó cũng là có thêm cái chỗ để cài mang set nhá, và có hai cúc ở đây. Con này nó gọi là màu, cũng là màu kiểu màu tím, màu xanh thì đúng hơn, xanh anh em, màu xanh. Và con này hàng Hàn Quốc nhá, chất liệu polyester pha với cotton, hàng nội địa của Hàn Quốc. Mã C 50 này, vai 50, bụng 57, dài áo là 76 nhá, và dài tay là 58. Dài tay 58 này. Mã tiếp theo là em lên cho em một con YSL, con này size 105 nhé. YSL size 105 này. Đây, con này nó nâu, một nâu nhạt. Đây, logo theo của nó này. Đây, và nó cũng có các cái đường đây.
các cái đường dệt của nó ấy. Đây. Đây con này mới khoảng 90% nhá, cúc dập hiệu này. Đương nhiên rồi, nói chung là mấy con áo đẳng cấp thì thực ra con nào cũng thế, nó làm chi tiết đến từng cái nhỏ nhất ấy. Nên là cúc kiểu gì nó cũng dập hiệu thôi, hoặc là không nó làm loại chất lượng cúc cực kỳ là tốt. Tại vì những con áo mà giá lúc nào cũng trên 1000 đô thì chả có lý do người ta làm cầu thả cả. Con này hàng nội địa của Hàn Quốc nhá, chất liệu con này là cốt tông 100%. Mã C 51 này, vai 51, bụng 57, dài áo là 79 nhé, và dài tay 57, mã C 51. Ở mã tiếp theo này, em đưa cho em con vợt sạc nhé, vợt sạc này, vợt sạc con này made in Italy nhé, made in Italy này. Đây, con này nó có các cái họa tiết là cái họa tiết chìm, kẻ ô vuông, đây, cái họa tiết ô vuông màu trắng. Cúc của nó cũng dập hiệu, như vơ sạc của nó là cúc vỏ sò nhá. Đây, ống ánh vỏ sò rất đẹp luôn anh em nhá. Đây, tay áo con này có một cúc này. Con này nó làm một cúc này. Con này nó không có tác ở đây rồi. Cắt tác rồi sao? Đây, nó có mỗi cái size 52 ở đây thôi. Con này chất liệu cốt tông nhá. Đây, nó có mỗi size 52 ở đây thôi. Mã C 52 nhé, vai 49, bụng 53, dài áo là 75 nhé, và dài tay là 63. Đây 63 nhé, một con áo của vơ sạc. Đây, màu trắng và con này độ mới cao đấy, độ mới con này 95% nhé, độ mới cao đấy. Và tất cả áo nhé, đều đây, họa tiết ô vuông đây. C 52. Tiếp theo này, em lên cho em một con Burberry nhé. Burberry này, cái thương hiệu này từ năm 1865 này. Đây là chai dòng này, chắc dòng cổ Burberry đây. Đây, bên này là một cái tag này. Con này sản xuất tại Italy nhá. Đây, tag này. Đây, nó có hai cái tag ở trên này rồi. Cúc dập hiệu này. Đây, cúc dập hiệu đây anh em nhá. Đây, con này là nó kiểu chất trơn nhưng nó cũng có cái độ bóng ấy anh em nhá. Nó có cái độ bóng đấy. Nó là chất chất polyester nhá. Chất cốt tông pha polyester đây anh em ạ. Đây, tay áo này. Đây, con này khả năng là nó không làm tác dưới, tại vì là nó làm thông tin ở đây hết rồi nên nó sẽ không có tác dưới anh em nhé. Đây này, con này phiên bản của đôi đất cổ, mã C 53 này, vai 42, bụng 46, dài áo là 75 nhé, và dài tay là 65, dài tay 65. Đây, con này nó chỉ kiểu trơn, nó không có hình thêu ngựa. Đây, nó chỉ có hình trơn. Con này chắc là phiên bản lâu rồi nên là nó không có thêu ngựa. Mã tiếp theo này, của em Burberry màu xanh cốm nhé, xanh cốm này. Đây, Burberry London anh em nhé. Đây, logo thêu của nó này, con này là chất vải đũi đấy anh em nhé, chất vải đũi đấy. Đây. Đây linen nhé, nó không phải đũi, nó là polyester pha linen. 40% là linen, còn lại là polyester. Đây, tag mới tinh. Con này sản xuất tại Barcelona nhé. Spain. Barcelona. Đây, mới tinh nhé, con này mới lắm. Nhựa mới luôn đấy. Mã C 54 này, vai 47, bụng 57, dài áo là 76 nhé, dài áo là 76, 600 nha anh em nhé. Mã tiếp theo này, một con Balenciaga Paris size 95. Đây, rất hiếm gặp những con nó kẻ kiểu như này. Đây, cúc của nó này là cúc màu mận, dập hiệu nhé. Đây, logo theo của Balen này. Con này cũng kiểu chắc cũng đời tương đối là sâu thì nó mới làm thiết kế kiểu như này. Hàng của Hàn Quốc nhá, con này chất liệu cốt tông 100% này. Đây, nhưng mà đời sâu, nhưng mà con này vẫn rất là mới anh em nhé, rất là mới luôn đấy. Mã C 55 này, vai 46, bụng 52, dài áo là 73 nhé, dài áo là 73. Đây, con Balenciaga rất mới luôn. Tiếp theo này, em lên cho anh em một con Burberry này, từ mã này là em bán 250.000 thôi nha anh em nhé. Đây, mã C56 nhá. Con Burberry con này hơi cũ, ngoài độ mới nó không được cao lắm ấy. Đây, nội thêu trên túi này, nội thêu trên túi này. Đây, Burberry London. Cúc này của nó dập hiệu nhá, cúc này dập hiệu này. Tất cả cúc này, bộ cúc của nó đều dập hiệu hết. Đây anh em, bên trong này. Đây, nó cũng có họa tiết của Burberry này. Tay áo nó cũng thế nhá.
Đây, hai cúc này. Đây. Đây, tay áo này, nó có họa tiết của Burberry nhá. Họa rất đẹp đấy, một cái nào nó bị cũ, độ mới nó không cao. Đây. Đây anh em có thể mặc kiểu này. Rất đẹp luôn nhá. Đây em này, cổ áo này nó bị bạc chỗ này rồi. Mã C 56 nhá, vai 51 bụng 61, dài áo là 76 nhá. À, dài tay là 66 nhá. Dài tay 66 nhưng mà anh em sắn lên thì nó chỉ tầm 60 thôi, rất là đẹp luôn đấy. Đây, con này là cốt tông 100% này. Cũng hàng đâu, con này made in con này made in London anh em nhá. Made in London luôn. Đây. Con áo rất đẹp luôn. À, mã C 56 nhá. À, vai 51 bụng 56, dài áo là 76, dài tay 66 nhá. Có cái là con này hơi cũ, này bán 250 này. À, tiếp theo này, mà em Burberry theo cái phong cách công sở nhá. Công sở con này đồ mới không cao, em bán rẻ 250 thôi. Đây, logo theo này. Đây, Burberry London đây này, cái chỗ này nó hơi bị đây, nó chỗ bị kiểu nó bị mài rồi ấy. Tay áo vậy nhá anh em nhá. Tay áo này em thấy nó hơi bị mài đây này, nó hơi mài một tí đây rồi. Giờ này em bán rẻ đâu. Con này nó cũng trơn à. Trơn này. Hàng cũng là hàng đây, con này span. Span này, mã vạch này. Ở mã C 57 này, vai 46 bụng 54, dài áo là 76 nhá, và dài tay là 60 nhá. Này có giá là 250.000 này. À, tiếp theo này, em lên cho anh em một con Burberry tiếp nhá. Đây, con này thì nó cũng độ mới nó không cao đâu. Không cao anh em nhá. Đây, ngựa thêu của nó này. Đây, độ mới không cao đâu, nó bị bẩn ở chỗ này đây này, bị chấm. Chấm đen một chấm đen, hai chấm đen đây. Đó, đây. Đây, Burberry này, cổ áo của nó là nó cũng đây. Đây, cũng có họa tiết Burberry nhá, rất là đẹp. Tay áo cũng vậy nhá, cũng dập hiệu. Rất đẹp lắm, tội là nó cũ thôi. Cũ thôi, đây anh em nhá. Đây, rất đẹp luôn đấy. Đây. Mặc này rất đẹp luôn này. Mã C 58 này, ở vai 43 bụng 42. Dài áo là 71 và dài tay là 64 nhá. Đây 64 này, sắn lên này, còn 60 rất đẹp luôn. Mã C 58 250.000 nhá. Ở vai 43 bụng 42. Dài 71, dài tay là 64. Quên tác đây, đây con này tác nâu luôn. Con này là sản xuất tại Hồng Kông nhá. Chất liệu 97% cốt tông. Xuất tại Hồng Kông. À, tiếp theo này, em lên cho em con này con là Dior nhá. Dior này. Dior nhá. Đây. Nó theo Dior trên này anh em này. Dior Chemistry, cốt tông 100% sản xuất tại Ấn Độ. Đây. Đây nhá, con này mới lắm. Con này mới nó phải đến 90-95% nhưng mà nó bị mất một cái cúc bên này rồi. Mất một cúc ở bên này và nó không còn cúc dự phòng nữa. Nên là em bán rẻ con này thôi. Đây, tác nó ở dưới ở trên hết rồi. Đây, nó bị không còn cúc dự phòng nữa. Bên này nó có cúc này. Đây. Hai túi này. Đấy, con này các chú bác mặc rất là ok. Mỗi tội mất cái cúc ở đây thôi. Mã C 59 này, vai 49 bụng 54, dài áo là 71 nhá. Dài tay là 61 nhá. Con này cũng 250.000 này. Con Dior. Con này đẹp lắm. À, mã cuối cùng này. Cuối cùng nhá, em lên cho anh em một con Burberry London nhá, màu vàng truyền thống của Burberry nhá. Đây. Con này thì độ mới rất là cao, nhưng mà có cái là con này thì em check có vẻ là không phải hàng chính hãng. À, con này em không bao check chính hãng cho anh em nhé. À, con này em bán rẻ 250.000 cho anh em về mặc chơi. Đây, con này rất mới này. Cúc của nó dập hiệu đấy. À, con này trông có vẻ nó không phải chính hãng. Đây, ngựa thêu nó đây. Đây, tay áo này. Đây, với cả nó bị mất tác rồi. Nó không khó check này. À, mã con này mất tác rồi, không check được. Mã C 60 nhá, vai 49 bụng 57, giá là 74, dài tay là 67 nhá. Mã C 60 250.000, 250.000 con này anh em nhé. Ra nó hên xui, con này em không check được nhưng mà nên là nói anh em bán giá không check. Ở mã C 60 nhá, vai 49 bụng 57, giá là 74, dài tay là 67. Ok, vậy là em Dương đã lên hết 30 mã áo sơ mi video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video.
Anh em có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em Dương theo số điện thoại bên dưới video nhé. Nhớ bấm vào nút đăng ký và nút quả chuông để nhận được thông báo những cái video mới nhất mà em Dương vừa mới đăng. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé. Bye bye.